Hello, xin chào mừng các bạn đến với clip của mình ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian bấm vào xem clip của mình. Đó, ngày hôm nay thì sáng nay mình cũng làm công việc như mọi ngày thường ngày thôi các bạn. Nhưng mà sáng nay có hai ông chú gọi lên, ông bán cho mấy bộ mẹ con với mấy con nghé nữa các bạn. Mà nghe nói chú gọi xuống nói thì mẹ con này thì rất độc, và một con nghé cái là pha siêu nhưng mà rất đẹp các bạn. Nhưng mà mình không biết thì nó đẹp cỡ nào, nhưng mà chú ông nói thì giá thì cỡ trên 70 triệu một bộ mẹ con. Thì mình nghĩ thì bộ mẹ con ở trên 70 triệu thì chắc cũng phải như con trâu đó các bạn, nhưng mà mình cũng chưa biết, chưa thấy bò ra sao. Thì giờ mình cũng đi thử các bạn. Đó, đi lên coi thử bộ mẹ con nó như thế nào và nó to như thế nào, để mình quay cho các bạn coi thử và tham khảo thử cái giá ở các bạn nó ra sao và ở mình như thế nào. Đó, rồi bây giờ thì vào nội dung chính. Đó, nhưng mà trước khi vào nội dung chính thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé. Đó, đi thôi nào. Này các bạn, ui, bộ mẹ con như mẹ con mẹ gơ hồn, như con trâu chứ con bò. Mẹ thì gần đẻ rồi, còn cỡ 2 tháng nữa đẻ. Man họ là Thái anh này, Không, mạnh đẹp luôn mình này sao cái mặt nó dài vậy. Ui một trăm cái màn hình luôn rồi, mày cũng bỏ được phát hay giờ này, nghĩ nó đây. Cao tính hơn chủ nhà luôn đó. Tính ra coi chắc mét xéo hơn, là hơn mét xéo không. Ui cao to mắt hồ, quá đẹp hiền. Khô ui wow. Rồi đây các bạn, như chủ nhà cũng mong muốn là bán con bò này. Nó là mẹ man mà cha thì pha siêu các bạn, rất là dài đòn đó. Rồi bò cái có ai muốn bắt con này về nuôi thì liên hệ số điện thoại của mình hiển thị trên màn hình mình đó, rồi bắt về nuôi. Ồ, con này đẹp đấy bạn, dài đòn, con này nó giống thì đúng bài. Điều nó bị lăn lô các bạn đó, chân cẳng to, mình dài mày khéo lắm các bạn đó, rất là dễ thương. Hơi pha siêu nha các bạn, mạch thì mạch man đó. Và chủ nhà đó, chủ nhà muốn bán ra 20 triệu trắng. Rồi đây các bạn, giờ mình tới nhà ông chú này. Chú này ông nói bán hai con nghe đực, mà giờ thì không thấy chủ nhà đâu. Thì giờ mình đứng chờ chủ nhà, vô nhà thì đóng cửa mất rồi. Không biết chú đi đâu nữa, đỡ mình điện thoại thử rồi mình hỏi hai con nghe này thử bán bao nhiêu. Nếu bán được thì mình mua về. Đó. Rồi đây các bạn, một con nghe màu đỏ, rất là múp múp, như là bóp bà bú hay sao các bạn, cỡ khoảng 5 tháng rưỡi 6 tháng gì đó. Con này chủ mong muốn là 17 triệu. Còn con này con màu trắng, hơi nhỏ hơn con đỏ kia, giá chú muốn là khoảng 14 triệu. Một cặp này thì 31 triệu, mà mình thì 31 triệu thì mình bắt không tới các bạn. Bắt về thì chỉ có nước chắc cột cho bán không có ra đâu các bạn. Tại vì cặp nghé này là con nhỏ đó. Như ai muốn nuôi thì bắt cặp này 31 triệu về nuôi kịp tốt. trước, là đợi giống nha không chú, Ui giống cái mà ai mua chú bán nhé, cặp cạnh đó này 400 người đi. bán là chú bán Ui cái là mua bán mua bán. đây là đúng chuẩn giống đó, mẹ cái đó các bạn.
Như giờ trị giá của con là bao nhiêu chú? Như giờ chú bán ra con là bao nhiêu? Đấy là có ai mua giống này cho chị cho chơi không? 52 triệu rồi chưa cho rồi các bạn. Đó. Ủa. Ghê quá. Dũng nấu. Con ai chết cũng nhấp nhấp được đầu đầu vậy hẹn. Nhảy được đầu vô. Đầu cũng làm gần 100 con bò rồi không á. Nè. Nó mới về thì 2 tháng ấy là 100 con rồi không á. Ui giời. Nhảy được 100 con nào các bạn. Cũng thiệt. Độc. Ui giời, chân nữa này. Đi chân con cọp ấy. Đấy. Vô. Đó, giờ lên xe. Em. Lên xe con. Đó, tại chỗ đấy con giống kia nữa kìa. Thôi con bà con kia. Mày có nào con này bao nhiêu? Con đấy thì mới có bạn vô đã 72 triệu đấy. Con giống này 72 triệu chưa bán. Đó, còn đứng này wow, hết màn hình luôn. Đẹp quá. Một màu đỏ. Hàng hóa đó này, chân nhá. Ù. Hiền lắm rồi. À, giờ nó biết chuẩn bị đi hái các bạn. Ui. Cưa thiệt. Thấy mấy con bò này. Nhà nuôi còn em con là ổn định. Rồi đó các bạn, ngày nay thì mình cũng đi xem bò có, rồi mua bò có, đi xem bò đập có, mẹ con đẹp có, rồi bò giống có. Nói chung là nhiều lắm các bạn, mà nói chung là không mua được con nào tại vì bò hồ giá cao quá mình bán không tới các bạn. Đó, rồi chung thì một ngày nay thì đi như mình đi dạo chơi đây các bạn, nhưng mà không biết được con nào. Rồi, thôi video mình cũng dài rồi. Có gì hẹn các bạn những video tiếp theo. Rồi, bye, bye các bạn.